ký Võ Văn Thưởng, Tổng Trọng sẽ ngồi lại ghế Tổng Bí thư lần thứ tư. Truyền thông nhà nước chiều 20 tháng 3 loan tin Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bất thường, đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi tất cả các chức vụ. Đồng thời, báo chí Quốc Doanh cho biết vào ngày 21 tháng 3, Quốc hội cũng sẽ họp bất thường để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng. Tin này chỉ là sự xác nhận lời đồn đã lan truyền nhiều ngày qua trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt khắp nơi trên toàn cầu. Theo đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phải từ chức để chịu trách nhiệm về những cáo buộc liên quan đến tham nhũng trong giai đoạn ông giữ chức Bí thư Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2014. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng của Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng, một nhân tố trẻ, được đào tạo bài bản và được sự nâng đỡ, dìu dắt của Tổng Trọng là điều có thật, khó có thể bác bỏ. Bất kể gốc gác của ông Thưởng vẫn là một điều bí ẩn. Câu hỏi cha mẹ Võ Văn Thưởng là ai đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Dựa vào quá trình thăng tiến nhanh chóng của ông, theo giới quan sát, Võ Văn Thưởng thuộc diện con ông cháu cha là hạt giống đỏ. Một số đồn đoán cho rằng Võ Văn Thưởng có quan hệ huyết thống với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một người có quê quán gần huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, chỉ cách nhau một con sông. Nhưng không có tài liệu nào xác nhận cho điều này. Việc ông Võ Văn Thưởng bất ngờ bị đứt gánh giữa đường chỉ sau một thời gian ngắn ngủi ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch nước là một điều chưa từng có. Có nhiều suy đoán khác nhau về lý do ông ngã ngựa, nhưng tựu chung có 3 kết quả khả năng như sau. Thứ nhất là ông Võ Văn Thưởng bị cáo buộc nhận 60 tỷ đồng từ đàn em hay người thân là Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông Hoành bị bắt vào ngày 8 tháng 3, bị cáo buộc là người đã nhận 60 tỷ của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng ở quê nhà. Đổi lại, Tập đoàn Phúc Sơn được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng ký giao cho các công trình đầu tư với giá trị cả ngàn tỷ đồng vào năm 2012. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người nổi tiếng với những thủ đoạn chính trị và lá mặt lá trái. Thứ hai là vì sự nghiệp chính trị của mình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã hạ gục Chủ tịch Thưởng để đoạt ghế Chủ tịch nước. Như vậy, Tô Lâm sẽ trở thành một trong tứ trụ để được hưởng suất đặc biệt. Khi đó, Tô Lâm có thể ngồi lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14. Tuy nhiên, suy đoán này cần phải tính đến trường hợp một nhân sự quan trọng khác, đó là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này có ý nghĩa quyết định sự an toàn về sau của ông Tô Lâm. Đây là điều nằm ngoài khả năng định đoạt của Tô Lâm tại thời điểm hiện nay. Ông Võ Văn Thưởng được đánh giá là một nhân vật có tư tưởng cải cách, có xu hướng thân phương Tây trong chuyến thăm Trung Quốc. Vào năm 2023, ông Thưởng đã có những phát biểu khiến cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phật ý. Đó có thể là một trong những lý do ông Tô Lâm được bật đèn xanh để mà ra tay hạ Võ Văn Thưởng. Thứ ba, tuy là điều khó tin, nhưng khả năng cao sẽ là điều có thật. Theo giới quan sát, khi có tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được đánh giá là nhân vật kế cận cho chiếc ghế Tổng Bí thư, thì nhiều ý kiến đã nhận xét rằng Võ Văn Thưởng sẽ rụng sớm. Đó là bài học kinh nghiệm rút ra từ các ứng viên trước đây như Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, những người đã bị triệt hạ không thương tiếc dù mới chỉ nhằm nhè chiếc ghế Tổng Bí thư. Cần nhắc lại, trong yến tiệc vào ngày 12 tháng 12, tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Trọng đã nghẹt ngào gần như khóc và nói rằng: "Đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi thì cũng đã già rồi, rất muốn gửi gắm và trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ." Theo giới phân tích, ông Trọng nói muốn thì phải hiểu là không muốn. Tại sao lại như vậy? Việc Tổng Trọng không dám nghỉ hưu mà muốn chết trên chiếc ghế Tổng Bí thư để đảm bảo sự an toàn cho cá nhân và gia đình là điều có thật. Bởi nỗi ám ảnh, cá ăn kiến, rồi kiến sẽ ăn cá, và bởi ông Trọng là người gây quá nhiều thù và sẽ chuốc nhiều oán với các đồng chí của mình. Một khi nghỉ hưu, khả năng cao là sẽ bị trả thù. Cho nên, việc chọn Võ Văn Thưởng kế nhiệm một phần lớn bởi lý do này. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang phải chịu rất nhiều sức ép trong đảng
điều đó có lợi cho ai. Nhưng đến lúc này, suy đi tính lại, ông Trọng cũng không dám tin ông Thưởng nữa, bởi ông Thưởng đã và đang bị chi phối bởi phe chính trị miền Nam. Mà ngày 25 tháng 4 năm 2023, các lãnh đạo Cộng sản miền Nam đã nhóm họp, thống nhất ủng hộ Võ Văn Thưởng ngồi lên ghế Tổng Bí Thư. Một nguồn thạo tin nói với Thời báo chấm đê rằng không ai khác, chính Tổng Trọng là người chủ động diệt Võ Văn Thưởng để mở đường sửa đổi điều lệ đảng tại Hội nghị Trung ương 9 sẽ họp vào tháng 10 năm 2024, cho phép ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ngồi ghế Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ tư. Thời báo chấm đê không có khả năng xác nhận khả tín của thông tin vừa kể trên. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Thí Võ Văn Thưởng, Tổng Trọng sẽ ngồi lại ghế Tổng Bí Thư lần thứ tư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tô Đại coi chừng Tổng Trọng giả chết bắt quạ, trả hận cho Võ Văn Thưởng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa gửi lời chúc mừng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga Putin. Giữa các đồn đoán, Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành họp bất thường về vấn đề nhân sự để bàn chuyện miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Điều vừa kể trên cho thấy thông tin từ các hãng truyền thông lớn của nước ngoài đưa tin trong những ngày gần đây về khả năng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức là điều có thật. Cuộc đấu cân não giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Võ Văn Thưởng năm nay 53 tuổi, giữ chức Chủ tịch nước vừa mới hơn một năm sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị Quốc hội miễn nhiệm khỏi chức vụ này vào tháng 1 năm 2023. Trong hệ thống quyền lực của Việt Nam, chức Chủ tịch nước chỉ mang tính nghi lễ, được đánh giá là hữu danh vô thực. Nhưng không hiểu sao chiếc ghế này bỗng trở nên nóng và là vị trí biến động nhiều nhất trong tứ trụ kể từ đại hội lần thứ 12 vào năm 2016 cho đến ngày nay. Đáng chú ý là dù đến nay mới hơn nửa nhiệm kỳ đại hội 13 mà các phiên họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương cũng như của Quốc hội Việt Nam để cho thôi chức hay miễn nhiệm các quan chức cấp cao đã trở thành chuyện bình thường. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam, đa số các ý kiến đều tin rằng khả năng rất cao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phải từ chức. Lý do ông Thưởng đã để cho người thân là ông Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít nhận 60 tỷ đồng của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng ở quê nhà tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Các quan chức Quảng Ngãi bị bắt gần đây về tội nhận hối lộ từ tập đoàn Phúc Sơn có cựu chủ tịch tỉnh Cao Khoa và chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh. Cả hai đều thuộc cấp trực tiếp của ông Võ Văn Thưởng khi ông Thưởng giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 cho đến năm 2014. Vào ngày 9 tháng 2, Bộ Công an đã kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn ra đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo giới quan sát, đây là một động thái bất thường, được xem là một thông điệp ngầm của Tô Lâm gửi tới Võ Văn Thưởng. Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người chỉ còn tại vị có vài ngày. Công luận và giới quan sát cho rằng sự cố ngã ngựa bất ngờ của ông Võ Văn Thưởng nằm trong kế hoạch giành ngôi đoạt vị, nhắm vào vị trí đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo tờ báo The Diplomat vào hôm 18 tháng 3, dẫn lời giáo sư Thayen thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho rằng ông Võ Văn Thưởng là một quan chức trong Đảng và là một thành viên đáng tin cậy trong vòng thân cận của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Thayen đánh giá rằng người có khả năng thay thế ông Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là cơ hội để ông Tô Lâm đủ điều kiện có thể trụ lại trong danh sách nhân sự chủ chốt cho đại hội lần thứ 14 vì hiện ông Tô Lâm đã quá tuổi. Tuy nhiên, điều đó không hề đơn giản, thậm chí trong cương vị chủ tịch nước, ông Tô Lâm sẽ gặp khó nếu không đưa được các nhân vật thân tín vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này được rút ra từ bài học của ông Trần Đại Quang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, sau khi ông Quang sang nắm chức chủ tịch nước
đã bị đánh tè tùa đến mức mất cả mạng. Hiện chỉ có hai ứng viên đủ tiêu chuẩn để ngồi với chiếc ghế chủ tịch nước thay ông Thưởng, đó là bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm. Nếu bà Mai do bất bình vì sự lộng hành của Tô Lâm mà từ chức thì là gián tiếp trao cơ hội vào tay Tô Lâm. Trong kỳ họp Bộ Chính trị vừa qua, bà đã phát biểu rằng: "Tôi rất đau buồn cho đất nước, tại sao gia tăng bắt bớ để tranh giành quyền lực và tống cán bộ và doanh nghiệp vào nhà tù." Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Theo giới phân tích, có khả năng cao bà Trương Thị Mai sẽ chủ động xin thôi chức và nghỉ hưu. Nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn Tô Lâm sẽ trở thành chủ tịch nước sau Hội nghị Trung ương 9 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Nếu trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, một cánh tay đắc lực khác của Tổng Trọng, được đưa vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì khả năng cao Tô Lâm sẽ ăn đòn đổ. Ông Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là một chính trị gia lão luyện, nhiều mưu hèn kế bẩn, đã hạ biết bao nhiêu đối thủ có ý đồ muốn giành ghế Tổng Bí thư của ông. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại được sự ủng hộ từ Trung Nam Hải. Do đó, còn quá sớm để kết luận mèo nào cắn mỉu nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Đại coi chừng Tổng Trọng, già chết bắt quạng, trả hận cho Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.